Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam vừa tiến hành hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Theo báo cáo tại hội nghị, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của tổng công ty trong 6 tháng đầu năm đã đạt tiến độ và kế hoạch, có sức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thì sản lượng thuốc lá điếu đạt 1.569 triệu bao, sản lượng bánh kẹo đạt 15.679 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 82,1 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo báo cáo tại hội nghị, tình hình xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của tổng công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị thiếu nguyên liệu đầu vào trong khi năng lực chế biến của ngành rất lớn. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, việc tăng cường phát triển đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tích cực tìm kiếm thêm đối tác và nguồn cung nguyên liệu đầu vào một cách hợp lý, tránh phụ thuộc vào một nguồn cung hay một khách hàng lớn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp doanh nghiệp trong nước nói chung và tổng công ty nói riêng phát triển ổn định.